trước mặt mình đây đó là set Samurai Kid của Bandai. Và set này được hình thành từ năm phát hành năm 2017. Và cũng là một trong những set kit mà đắt nhất One Piece rồi. Set này bây giờ đến no box cũng khoảng từ 3 triệu đổ lên. Và giờ trước mình đây đang có một set mà mình sẽ review cho mọi người xem nhé. Thì set này mình mua thì đều là no box hết. Và set gồm 6 em này: Sanji, Zoro, Luffy, Ace, Sabo và Law. Rồi, đầu tiên đó là em Sanji trước đi. Thì ở đây sẽ là các em kit này. Và sẽ có là ở dạng ngồi nhé. Đây, ở đây sẽ là 2017 đây. Đó. Và các em này đều đặc điểm chung nó ở dạng kit này, ngồi. Và sẽ có một cái mũ, mũ samurai. Và trên mũ samurai thì sẽ có biểu tượng. Ở đây đó là của em Sanji này. Đó. Và có đặc trưng đó là cái mũ, cái đồ đồ ăn và lông mày xoắn. Và em Sanji đây. Mặc áo trắng nhé, mặc áo đầu bếp. Và cũng che mắt. Đó. Kanakute. Những ai mà chơi set kit thì cũng không thể thiếu cái set này rồi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà giá thì cũng khá là chua. Nhất là dành cho những em full box. Tiếp theo đó là Nora Zoro, một trong những cái em mà gọi là đắt nhất cái set này. Ở trong này sẽ có hai em mà đắt nhất thôi, đó là em Luffy và em Zoro, giá khoảng 600-700 một em. Các em còn lại thì cũng khoảng tầm 250 cho đến 300. Thì mức giá có những em cũng 500-600, 300-400 cũng có. Này thì tùy những người bán thôi. Tiếp theo đó là Zoro. Zoro ở đây thì đầu tiên đó là biểu tượng này. Biểu tượng cũng sẽ là đầu lâu ngậm tam kiếm. Đó. Rồi, đây là. Và trên tay phải đó cầm thanh một thanh kiếm này. Mình quên mất tên rồi. Mình cũng không nhớ tên chính xác của em này là tên gì nhá. Đây, đây là áo hồi bé mà vẫn đang ở võ đường ấy. Đó. Đây sẽ có biểu tượng đó là hai thanh kiếm đan vào với nhau. Đó. Mặt khá trông khá là nghiêm nghị. Đó. Tóc màu xanh thì đặc trưng rồi. Ở đây cũng là những cái em mà Zoro gọi là cũng khá là đắt. Thường trong tất cả các set thì Zoro và Luffy sẽ là những cái em mà đắt nhất. Fan của Zoro và Luffy khá là đông. Rồi, tiếp theo đó là Luffy. Luffy thì ở trên này sẽ có biểu tượng của băng mũ rơm này. Mặc áo thì áo một chiếc áo ba lỗ quen thuộc có ghi số 56. Đằng sau cũng sẽ một chiếc mũ rơm được đeo cho đằng sau này. Nhưng mà không có dây nha. Cái mũ rơm này là không có dây mà là gắn trực tiếp vào trong cái áo này. Chứ không có dây. Chân thì là những cái dép cao su. Đó là em Luffy. Rồi, tiếp theo đó là đến hai người anh, đó là A và Sabo. Mình sẽ review A trước. A ở đây sẽ có băng biểu tượng của A. Thì cái biểu tượng này là biểu tượng ác cơ, thì là từ cái lúc mà A ra khơi ấy, thì A đã sử dụng cái biểu tượng này rồi. Anh em nào mà đọc để ý thì sẽ thấy thôi. Nó vẫn là một chiếc mũ samurai quen thuộc này. Ở mũ samurai thì cũng sẽ có, cũng có gọi là in nha. Và cũng có một em gần đây nhất có mũ samurai này, đó là em Chopper của Voi Onigashima. Thì cái mũ đấy mình có thử tháo ra rồi và nắp cho mấy em này thì không vừa. Do đó là cái mũ samurai này họ Bandai họ đã thiết kế để cho vừa các em này nhất có thể rồi. Là mọi người cháu cũng không biết được, tại vì cháu cũng biết được tại vì có biểu tượng ở đây này. Đó. Đây là A thì mặc chiếc áo cam này, có một cái vật để bảo vệ khuỷu tay. Các giá của các em này thì ngồi cũng khá giống nhau thôi, mình cũng không review quá nhiều. Đó. Và ở đây nha, đây mọi người có thể thấy này, lắp thì khá là chặt luôn, vừa đầu hết tất cả các em này mũ đổi cho nhau vẫn được nha.
Tại vì họ thiết kế để cho đầu vừa cái này rồi, còn cái mũ samurai của Chopper Voi Oni thì gắn vào đầu mấy em này không được. Mình đã thử rồi. À đâu, gắn vào đầu mấy em này được nhưng mà gắn vào đầu mấy em kit khác thì không được. Do đó các em kit này thì họ đã phải tinh chỉnh lại cái đầu để cho vừa cái mũ samurai. Rồi tiếp theo đó là Tổng tham mưu trưởng quân cách mạng Sabo Kid. Đó. Đây thì ở đây sẽ có biểu tượng của Sabo này, chữ S và hai cái gọi là khúc xương đan chéo vào nhau. Trang phục thì trang phục y hệt ngày xưa thôi. Đó, ở trên này có một cái vết gì này, hình như bị lỗi hay sao ấy. Cũng là dáng ngồi thì là dáng ngồi khoanh tay, hầu hết các em này dáng ngồi thì đều đều là ngồi bệt nhá, và tay thì đấy là tùy tùy tay của các em mà khác nhau. Đó, đây là em Sabo. Đó. Thì em Sabo này thì sẽ chỉ có cái set kit này, set à ngoài cái set này cũng có một set khá là đắt, khoảng 2 triệu cho 4 em. Đó là set Sabo kit, set Sabo history. Thì cái phân cảnh đó là ba anh em cụng rượu lưng thể. Đó, thì ba em đấy, thì cái bộ đấy khá là đắt, khoảng 2 triệu cho ba anh em và một cái gốc cây. Đó. Mình cũng nếu mà sưu tập kit thì mình cũng chắc là trong tương lai cũng sẽ phải cố gắng để sắm cái set đấy về. Rồi. Tiếp theo đó là em lo. Thì em lo sẽ là dáng ngồi như này. Áo đây là áo đồng phục, như kiểu đồng phục đi học tiểu học ấy. Đó. Ở dưới này thì mình tại vì cái con này mình mua thì nó mới bị gãy cái đế ở đằng dưới này. Nhưng mà con này là dáng ngồi nên mình cũng không quan trọng lắm. Mặt trông khá là đẹp. Đó, ở trên vẫn đội cái mũ trắng quen thuộc từ thời bé rồi. Và tiếp theo đó là cái mũ samurai. Samurai thì có ảnh của băng lo này. Và hết rồi, tại vì tất cả các mũ này đều y hệt nhau, chỉ khác mỗi cái biểu tượng ở trên này thôi. Và cái mũ này bình thường cũng phải mấy trăm, cũng 100-200 thì một mũ. Đó. Đó là nhân vật cuối cùng của set này. Vậy là video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.